Khi mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lấp nghe lạc loài, kiếp sống sao mỏi mong. Những giọt buồn nước mắt, mưa ngại ngùng héo hắt, thương nuôi về buốt giá trên đường xa. Mưa từng ngày thiết tha, mưa bàng hoàng xót xa, còn mưa mãi giữa bơ vơ đắm trong mơ. Trời vắng bóng khi lời nguyện quất lấp nghe lạc loài, kiếp sống sao mỏi mong. Như giọt buồn nước mắt, mưa ngại ngùng héo hắt, thương người về buốt giá trên đường xa. Mưa từng ngày thiết tha, mưa bàng hoàng xót xa, còn mưa mãi giữa bờ vơ đắm trong mơ. Cho Quốc Khanh cũng như Tiến Dũng và Mai Thanh Sơn, xin quý vị cho Quốc Khanh, Tiến Dũng và Mai Thanh Sơn chào tay thật lớn. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. À, tự nhiên nãy mình muốn nói nhiều lắm mà lên đây quên hết. À, đây là lần đầu tiên mà Khang thực hiện một cái chương trình có vẻ khá là nặng ký đối với Khang. Thì nếu có gì sơ xuất xin quý vị bỏ qua. Và trước hết thì Nguyên Khang xin cảm ơn đến Trung tâm Asia cũng như đài truyền hình SBTN đã tạo mọi cơ hội thuận lợi cho Khang để có được một buổi tối ngày hôm nay của riêng cho Khang. Và điều thứ hai là xin cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt buổi tối ngày hôm nay. Tất cả những khách mời và những người thân cũng như có bố mẹ của Khang đến đây. À, cảm ơn bố mẹ đã đến đây. Bài hát mở đầu của chương trình vừa rồi là bài hát Thương Nhau Ngày Mưa, một sáng tác rất hay của cố nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Và bài hát này được nhạc sĩ Sĩ Đàn
hòa âm. Xin quý vị cho nhạc sĩ Sĩ Đan cũng như một tràng pháo tay thật lớn tới trường. Và để tiếp theo là một bài hát, một nhạc phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ, của cố nhạc sĩ Văn Phùng, nhạc phẩm được mang tên Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn. Đây là bài hát mà Nguyễn Khang rất thích. Xin mời quý vị lắng nghe bài hát này qua phần hòa âm của nhạc sĩ Hoài Phương. Xin cảm ơn quý vị. Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn.
Thank you. Và bài hát kế tiếp là một bài hát của một người nhạc sĩ mà Nguyễn Khang rất thích. Đó là nhạc sĩ Anh Bằng, cũng như là một người có công xây dựng trung tâm Asia từ đầu. Như quý vị biết, nhạc sĩ Anh Bằng là một người sáng tác rất nhiều, mà tất cả những bài hát của ông đều được quý vị yêu thích. Một liên khúc gồm hai bài hát của nhạc sĩ Anh Bằng, đó là bài Anh Còn Yêu Em và bài hát Khúc Thủy Du. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Rừng lửa cháy, anh còn yêu em như ngày xưa ấy. Chiều xuống mờ sương, cửa đóng rèm buông, gối kề bên gối, môi kề bên môi. Anh còn yêu em, đường xanh ngực nở. Anh còn yêu em, lòng tim dạn vỡ. Đàn thâu đêm, bạch đàn thâu đêm, thầm thì tóc rũ, anh còn yêu em. Anh còn yêu em, tránh vênh mi buồn, tránh vênh mi buồn. Anh còn yêu em, nụ hôn xim tím, áo nhau quá đêm. Sóng xa êm đềm, sóng xa êm đềm. Anh còn yêu em, người trong giọt máu. Anh còn yêu em, bờ vai mười sáu. Cánh môi thơm mềm, nồng nàn hương ấm. Anh còn yêu em. Tim tím áo nhau quá đêm. Anh còn yêu em, buồm trăng dương cánh khi biển chiều lên. Ôi biển chiều lên, sóng xa êm đềm, sóng xa êm đềm. Anh còn yêu em, người trong giọt máu. Anh còn yêu em, bờ vai mười sáu. Cánh môi thơm mềm, nồng nàn hương ấm. Anh còn yêu em. Cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới? Ngoài trống vắng mà thôi, Thủy ơi và tình ơi. Như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời, Thủy ơi và
và tình ơi. Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi em nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu. Thủy bây giờ về đâu? Anh còn yêu em, tránh vênh mi buồn, tránh vênh mi buồn. Anh còn yêu em, nụ hôn xim tím, áo nhau quá đêm. Chiều lên sóng xa êm đềm, sóng xa êm đềm. Anh còn yêu em. Anh còn yêu em. Anh còn yêu em. Xin thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Anh Còn Yêu Em và khúc Thùy Du của nhạc sĩ Anh Bằng, phổ thơ của nhà thơ Phan Thành Tài, và nhạc phẩm khúc Thùy Du, phổ thơ của nhà thơ Du Tử Lê. Và thưa quý vị, từ khi Khang đi hát đến bây giờ thì Khang được đóng đinh vô một thể loại nhạc gọi là nhạc già, là dành cho giới thưởng ngoạn lớn tuổi khó ngủ. Tại vì nếu mà quý vị không tin, cứ mở CD Nguyên Khang lên nghe bài thứ 4 là ngủ liền. Dễ ngủ lắm. Ngày hôm nay Nguyên Khang xin giới thiệu đến quý vị một người anh, một người mà Nguyên Khang, một người nhạc sĩ, một người ca sĩ mà Nguyên Khang thích từ khi Nguyên Khang còn ở Việt Nam. Đó là nhạc sĩ Sĩ Đan. Xin mời quý vị cho nhạc sĩ Sĩ Đan một tràng pháo tay thật lớn. Quý vị thấy hôm nay anh Sĩ Đan đẹp trai quá không quý vị? Yeah. Em xin hỏi anh một câu, là cái bài Vùng Biển Vắng, kính thưa quý vị, là một bài hát mà Nguyên Khang và anh Sĩ Đan sẽ trình bày sau đây. Là bài hát đó có phải là anh dựa trên một cái chuyện tình có thật của anh không? Ngày hôm nay vợ anh có đi không? Bà xã không có đi, nhưng mà ok, vậy nói cho quý vị nghe. Thì Khang hỏi anh cái này là lần thứ hai rồi. Và có không phải là, thưa quý vị, không phải mình Nguyên Khang hỏi Sĩ Đan đâu. Thật sự thì cái bài Vùng Biển Vắng này đó thì anh viết trong một cái vacation, đi chung với toàn là đàn ông thôi. Cho nên anh mới đi đi một vòng thì tự nhiên lạc một cái vùng biển á. Thưa quý vị, ở bên Hawaii đó thì kỳ đó đi Maui thì nó có cái vùng biển nó đen giống như biển ở bên châu Âu vậy đó, nó rất là đẹp. Thì sau đó về thì anh ngẫu hứng viết bài này. Nhưng mà Khang biết không, thật sự mà nói đó thì giống như Trúc Hồ hay nói chuyện với lại anh á, thì tất cả những cái nhân vật, những câu chuyện, kính thưa quý vị, trong mỗi bài hát á, 80% là hư cấu. Nhưng mà cái sự hư cấu đó nhiều khi nó cho mình cái cảm hứng nhiều hơn. Chứ nếu mà thật sự, nếu mà nắm tay cô nào ra biển thì nó không biết chắc nó có được hay như vậy không. Bài này là hư cấu, kính thưa quý vị. Xin quý vị cho anh Sĩ Đan một tràng pháo tay. Rất cảm ơn anh đã đến đây với em ngày hôm nay. Và nhạc sĩ Ngọc Trác on the guitar. Hôm nay Nguyên Khang xin thử hát một bài nhạc hơi trẻ tí xíu nha quý vị. Thank you.
vừa mới hấp hối trong đêm cô liêu. Cuộc tình đã ra đi phương nào để mình ai bên bờ vắng. Tháng ngày quạnh hiu, nghe tiếng sóng vỗ mênh mang từng chiều. Một người mãi lang thang đi tìm vòng tay đã xa ngàn trùng. Chỉ còn mưa gió đến ôm đời anh, chỉ còn giông tố trên vùng biển vắng. Biển vắng lời thì thầm hòa cùng tiếng gió. Biển nhớ lời nguyện thề ngày xưa đã mất. Muốn ôm em trong vòng tay, muốn giữ em trong mộng say. Mà giờ đây chỉ còn sóng vô về trên cát. Vùng biển vắng, chuyện tình yêu nhòa trong dĩ vãng. Biển nhớ là bài ca giờ dàng đã mất. Tình ta gió mưa đêm bao giờ qua để chiều nay biển vắng em biển nhớ. Một bài hát kế tiếp là một bài hát rất nổi tiếng. Mương Khang nghĩ là nếu mà chúng ta là người Việt Nam thì ai cũng biết bài hát này, với phần hòa âm rất đặc biệt và rất mới của nhạc sĩ Hoài Phương. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
gì. Kỷ niệm sâu ân tình cũ xa xưa. Thôi em đừng khóc, em đừng khóc, đừng khóc nữa. Giọt lệ sâu làm sao xóa hết tâm tư. Thôi em đừng tới nữa làm gì. Đừng để lòng sẽ lại khúc yêu đương. Thôi em đừng tiếc, em đừng tiếc, đừng tiếc nữa. Đừng để lòng anh trở lại kiếp u buồn. Thưa quý vị, có một một bài hát của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh, một bài hát thuộc thể loại nhạc tiền chiến. Đây là một bài hát mà Nguyên Khang rất là thích. Sở dĩ Nguyên Khang thích nhạc tiền chiến và đặc biệt là nhạc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh là vì lời ca rất lãng mạn, nhẹ nhàng và không có ủy mị. Và sau đây xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Chuyển Bến với phần hòa âm của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức. Xin cảm ơn quý vị. Thuyền cắm tay sao
từ cuối thu. Ngoài kia sông nước như đón chờ. Thuyền ơi, sao mê say nhiều quá. Đường mê không ai ngăn cản lối. Một sớm thu về chuyện bến xuôi. Về nơi đâu nữa trời bên rời bên mình anh lênh đênh nơi trời sóng. Tìm hướng cho lòng tìm bến mơ. Từ nay xa cách rồi bên xưa. Hay của nghệ sĩ Trịnh Công Sơn, mà bài hát này có một cái tên trở thành một cái mệnh đề của đời sống hàng ngày chúng ta, đó là Một Ngày Như Mọi Ngày. Và bài hát này đã được nhạc sĩ Sĩ Đan khoác lên cho một cái áo thật là mới. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
dòng rêu xếp hàng những mặt đường nằm cơm những mặt người buồn tên sóng đông mưa linh hồn có mưa quanh chỗ nằm mãi một đời về không trong chập chùng chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, là Thùy Dương tin chắc rằng là từ đầu chương trình đến giờ thì quý vị cũng đang rất say đắm với tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang. Và thưa quý vị, là giọng hát trầm ấm và tuyệt vời của Nguyên Khang đã gặt hái được sự yêu mến của quý khán giả khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà ngoài ra thì đối với các bạn hữu và những người gần gũi với Nguyên Khang thì con người Nguyên Khang đã làm cho các bạn bè, các ca sĩ, các nghệ sĩ, những người làm việc chung với anh đã thương anh nhiều hơn. Và sau đây thì Thùy Dương xin mời quý vị theo dõi một số những tâm sự của các bạn hữu của Nguyên Khang trong phần nói chuyện sau đây. Tính tình Nguyên Khang về vấn đề mà nghề nghiệp thì Nguyên Khang là một người rất yêu nghề, có nỗi đam mê rất sâu trong nghề ngành ca nhạc này. Nói ra thì anh Nguyên Khang rất là chịu khó đến với giới trẻ và những cuộc tập hợp. Sau những lần anh ta trình diễn đã chiếm được một cảm tình rất là đặc biệt của những người trẻ. Khi người nào mà có cái bản tính mà trung thực mà thẳng thắn như vậy thì một người rất là tốt tính. Đó là cái bản chất của Nguyên Khang. He's a fabulous person to work with. He is perfectionist. He knows what he wants. Mai Thanh Sơn là người đã nói là sát cánh với lại anh Nguyên Khang. Mai Thanh Sơn giúp cho anh Nguyên Khang thâu nguyên một cái chương trình live show. Cho nên là Mai Thanh Sơn hiểu rất là rõ những cái sự đam mê và cũng như là làm việc rất là chăm chỉ của anh Khang. Nguyên Khang là một nam ca sĩ đối với đoàn Phi, đó là một ca sĩ đàn anh
mà khi Đào Phi vừa mới gia nhập đại gia đình Asia thì anh Nguyên Khang cũng đã từng giúp đỡ cho Đoàn Phi rất là nhiều ở trong những cái việc khi còn là một ca sĩ trẻ mới đến với trung tâm thì được sự hướng dẫn của anh Khang. Thì khi mà ngồi bên cạnh Khang đọc tin tức thì Mỹ Huyền cảm thấy rất là thoải mái, vì Khang cũng đã bỏ hết cái nhiệt tình của mình và bỏ hết những cái sự hiểu biết vào trong bản tin, làm cho chúng ta dễ dàng nghe và dễ dàng hiểu được bản tin như thế nào. Anh Nguyên Khang thì rất là chịu khó và rất là yêu nghề. Đã trong suốt một thời gian dài, đêm nào cũng hầu như là thức trắng để thu nhạc và lo cho những gì cần thiết ở trong live show của mình. Nguyên Khang là một người ca sĩ có giọng hát mà chúng tôi gọi anh là Frank Sinatra với giọng hát thật là truyền cảm. Ngoài ra thì anh cũng chơi đá banh rất là hay nên tôi thường đụng độ với anh ngoài sân banh và mong rằng là sẽ gặp anh ngoài sân banh trong những tuần sắp tới, anh Nguyên Khang nhé. Nếu nói về ca sĩ Nguyên Khang thì ít người biết về một mặt nữa của ca sĩ Nguyên Khang, là Nguyên Khang là một người có giọng hát rất là truyền cảm, hát hay. Nhưng mà ngoài cái chuyện mà hát hay á, với lại truyền cảm đó, Nguyên Khang đá banh cũng dữ lắm. Nguyên Khang đá banh không thua gì các cầu thủ mà lao mình vào tìm vào chỗ chết. Nhưng mà thật sự, Nguyên Khang là một người, tôi coi Nguyên Khang như là một người em, một người bạn. Tại vì Nguyên Khang tính tình rất là dễ thương và tốt với tất cả những người chung quanh của Nguyên Khang. Và tôi biết rõ một chuyện nữa là Nguyên Khang rất là có hiếu với bố mẹ Nguyên Khang, lo cho gia đình và lo cho em. Ngoài cái chuyện lĩnh vực chuyên nghiệp, Nguyên Khang còn một người trái tim rất là tốt. Cái đó hiếm thấy ở các ca sĩ có trái tim lớn như là ca sĩ Nguyên Khang. Cho nên trong cái dịp ra mắt cuốn băng của Nguyên Khang, Khang thì tôi cũng chúc Khang thành công. Và nếu mà nói về ca sĩ Nguyên Khang một lần nữa đó, thì tôi ước gì mình có giọng hát hay như Nguyên Khang thì chắc là bỏ nghề luật sư, không làm luật sư nữa. Vì đối với Zidane đó là cái người mà hát mà chững chạc nhất vẫn là cái thời đó, quý vị cũng biết là Tuấn Ngọc, thì sau khi Nguyên Khang hát thì đã nghĩ là đây có thể là một cái ngôi sao mới trong cái làn âm nhạc Việt Nam, và quả đúng như vậy. Anh thường thường hay ngồi xuống với nhạc sĩ và nói những gì mà anh thích và những gì mà anh muốn trong bài hát đó cho người nhạc sĩ trước khi họ hòa âm. Thì cái điều đó rất là hiếm có ở trong một người ca sĩ. Tại vì cái sự đam mê đó nó quá nhiều. Khi nào mà hai anh em mà thâu mà ví dụ như Mai Thanh Sơn mà không có chưa vừa ý cái đoạn nào đó là vậy là hai anh em lại cãi nhau vậy đó. Nhiều khi giận mà không có nói chuyện với nhau luôn đó. Nhưng mà cứ sau mỗi lần như vậy thì cái bài hát nó lại come out là rất là hay. Mới ra hát sau này thôi, nhưng mà với Nguyên Khang mới thấy rằng đã nghiên cứu và học hỏi rất là nhiều về kỹ thuật ca hát, cho nên kỹ thuật của Nguyên Khang theo với thấy trong nghề thì rất là cao. Anh có một giọng ca rất là truyền cảm và rất là thu hút, thưa quý vị. Khi mà hát một bài hát nào, Nguyên Khang đã bỏ hết tâm tình của mình, bỏ hết tất cả những như là những đau khổ, những hạnh phúc mà Khang đã từng trải, cũng như là tình yêu đối với âm nhạc trong cái bài hát. Nguyên Khang đã ấp ủ để làm một cuốn DVD đẩy đời. Thì cuốn DVD này thì chú Hồ đã giúp Nguyên Khang thực hiện. Thì khi mà quay xong chuẩn bị này kia nọ coi lại thì đây là một trong những cái DVD mà rất hay. Nó có một cái khi mà bàn hai anh em bạn nhau nên làm sao về cuốn này, thì Hồ muốn cái cuốn này nó môi về nhạc và kiểu về nhạc thính phòng, cho nên Hồ nói với Nguyên Khang là mình làm sao mà phải có dàn orchestra lớn để phù hợp với cái loại nhạc của em hát. Nhưng mà cũng song song với đó mình trang một vài nhạc hơi góc chút xíu cho thích hợp với giọng ca hơi khàn khàn của em. Đây là một cái DVD mà Tô Uyên thấy rằng là rất là vui và cũng như là hãnh diện cho anh Nguyên Khang, tại vì biết là anh bỏ ra công sức mồ hôi nước mắt để thực hiện một cái DVD đầu tiên với những nhạc phẩm thật là tuyển chọn. Mong rằng quý vị sẽ có được một cái sự đồng cảm, cũng như những ai yêu mến nam ca sĩ Nguyên Khang hãy tìm cho bằng được DVD gốc
của nam ca sĩ Nguyên Khang để tận hưởng những dòng nhạc và chất giọng trầm ấm mà đã làm cho tên tuổi của ca sĩ Nguyên Khang mà rất gần gũi với quý vị. Mong rằng quý vị sẽ enjoy cái DVD này. Và hy vọng là cuốn DVD của chúng ta có được của Nguyên Khang sau nhiều năm trình diễn, thì cuốn DVD này sẽ đi vào lòng của tất cả khán giả của chúng ta, không chỉ ở tại thủ đô Hoa Tình Đốn, không chỉ ở tại Hoa Kỳ mà cùng khắp các nơi trên thế giới. Nguyên Khang là một người có khả năng ca được nhạc thính phòng và có thể ca nhạc được nhạc rock. Anh là một người có nhiều cái character, nhiều cái cá tánh trong một cái con người. Đôi lúc thì rất là cổ điển, nhưng mà đôi lúc rất là hiện đại vậy. Trong cái máu của Nguyên Khang nó có một cái chút điên điên. Thì cái chất điên nó cần thiết trong những loại nhạc rock, có thể âm hưởng nhạc rock. Thì đây là một cuốn DVD mà Hồ nghĩ là một trong những cái cuốn DVD của một ca sĩ mà Hồ coi Hồ rất thích. Nguyên Khang có cá tính là anh rất là thẳng tính, một cái người nhiều tình cảm lắm. Biết là mỗi cái bài hát á, đều có meaning của, có một cái phần của Nguyên Khang trong đó hết mà Nguyên Khang muốn chia sẻ cho quý vị khán giả. Cho nên mong quý vị đón nhận từng bài. Và thưa quý vị, sau đây để trở lại với chương trình thì Thùy Dương xin mời quý vị tiếp tục say đắm với tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang. Kính thưa quý vị, có một bài hát mà Nguyên Khang muốn giới thiệu đến với quý vị ngày hôm nay. Một bài hát hoàn toàn mới, viết bởi một người có cái tên cũng lạ lắm quý vị, đó là tên là Tha Phương. Thì anh này anh viết bài hát có tên Đêm Dài để tặng cho người vợ của anh qua đời trong một căn bệnh nan y. Thì anh ta viết cái bài hát này để nói lên cái sự mất mát, cái nỗi đau của một người khi mất đi người yêu thương nhất của mình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát này với phần đệm đàn của Mai Thanh Sơn, một người em của Nguyên Khang. Và Mai Thanh Sơn cũng là người đã hòa âm bài hát này cho Nguyên Khang ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Trong gió
trong màn đêm. Tình yêu lạc lối, thu đau thương nào thấm sâu linh hồn. Con ve sầu vừa ngừng tiếng hát, xa lìa thế gian. Trong đất trời về đâu ta hỡi, kiếp người đã vời. Bên vách đời bàn tay soi đá, bên kia trời sao em biết ta buồn. Bên vách đời bàn tay soi đá, bên kia trời làm sao em biết ta buồn. Và một người khách, một người bạn Khang mời đến đây được ngày hôm nay, thì xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để đón chào nữ ca sĩ Diễm Liên. Nguyên Khang đẹp. Diễm Liên xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, I'm so happy for you, man. Đây là cái cuốn mà Diễm Liên nghĩ nếu mà mình là ca sĩ thì ai cũng muốn có một cái cuốn video như vậy. Diễm mừng lắm là được Nguyên Khang nguyên một chương trình mà có một đứa con gái, mừng quá. Con mình Diễm là cao bằng Khang thôi, đứa nào nó cũng cao hơn. Hèn gì bây giờ mới biết, sao mình chậm hiểu. Thường thường Diễm Liên cũng thông minh mà sao lại Diễm Liên với Nguyên Khang thì lúc nào cũng phá phách giống nhau, kính thưa quý vị, nhưng mà cũng thương nhau chứ hả? Cái đó Khang không biết hả? Khang thì thương Diễm, không biết Diễm mới thương. Thôi thì bây giờ Diễm cảm ơn Nguyên Khang cho Diễm Liên cài áo. Cài đi. Cho Diễm Liên hát trong cái cuốn rất là đặc biệt, cuốn video rất là đặc biệt của Nguyên Khang. Thì là trong cuốn này là Khang BK luôn á quý vị. Bankruptcy. No, đừng có nói như vậy. Cuốn này là sẽ thắng lớn rồi, xong rồi làm thêm cuốn nữa, đúng không quý vị? Tự nhiên cái BK kỳ cục. Thôi thì khi nào mà Diễm Liên mà có cái dịp Diễm dồn đủ tiền rồi đó, Diễm cũng bắt chước Nguyên Khang Diễm làm giống đêm như vậy. Rồi nhớ trả nợ nha. Chắc chắn. Kính thưa quý vị, có một bài hát rất hay của nhạc sĩ Quốc Hùng mà Nguyên Khang và Diễm Liên cũng đã được từng thâu chung với nhau trong cái CD của Nguyên Khang, CD Ta Muốn Cùng Em Say. Và sau đây, ngày hôm nay Nguyên Khang và Diễm Liên xin trình bày bài hát này đến tặng cho quý vị, đó là nhạc phẩm Vì Sao Em Ơi của nhạc sĩ Quốc Hùng. Em đang cô đơn, ngồi khóc âm thầm,
giọt sương kia vẫn rớt rơi trên đời em. Nghe trong tâm tư nhiều vấn vương như buồn dây dứt, mong làm sao có anh. Bao đêm cô đơn ngồi đó mong chờ, chờ anh đến xóa hết đi bao niềm đau. Vì sao em ơi, vì sao em ơi, tình yêu đó không có chung đôi. Vì sao anh ơi, vì sao anh ơi, tình yêu đó xa vắng đâu rồi. Vì sao em ơi, vì sao em ơi, vì sao. Đáng lẽ là Diễm phải mua cái bó bông bự thiệt là bự, nhưng mà chiều phải lo làm việc thế Khang nó rồi, không có giờ. Thôi bây giờ xin khán giả đây cho Diễm Liên tặng cái này cho Khang, thay vì Diễm phải đi chuẩn bị một cái bó bông thiệt là ok nha.
để Diễm bưng vô trong giùm nha. Nha. Ok. Diễm Liên xin kính chào quý vị khán giả. Xin cảm ơn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, bài hát kế tiếp Nguyên Khang xin được hát ngày hôm nay đó là một bài hát rất hay, bài hát có tên là Người đàn bà đi nhặt mặt trời của nhạc sĩ Đức Tiến. Bài hát này đã được giải nhất trong kỳ thi giải sáng tác cho của năm 2008 của đài truyền hình SBTN và trung tâm Asia. Thì bài hát này đã được ca sĩ Thiên Kim hát rất là hay, nhưng mà ngày hôm nay Nguyên Khang cũng xin hát bài hát này vì Nguyên Khang rất là thích cái lời của bài hát nói về thân phận của người đàn bà, và xin được tặng bài này cho đến tất cả các những người phụ nữ vẫn còn sống trong những sự khốn khó và lầm than. Xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Người đàn bà đi nhặt mặt trời của nhạc sĩ Đức Tiến. Che lối tường rằng nắng tươi, sương đọng trên lá ngỡ giọt nắng rơi, quên hết vì đâu đời mình nên tội. Người đàn bà đi nhặt cuộc tình, không nhớ người quen bỏ mặc mình. Tuổi xanh khát nắng giữa đời cháy ra, đưa mặt lên khóc thương tình xót xa, hay khóc người xưa lệ nào cho vừa. Đàn bà đi nhặt đời mình trên đống bỏ hoang đầy tội tình. Cỏ cây như đứa mơ hồ biết đâu, con đường đêm vắng côn trùng dối nhau, chia chác niềm đau đời người phai màu. Người đàn bà nhặt mặt trời hong ấm tình yêu của loài người, buồn thương nơi ấy con người hóa điên, quen mùi chăn gối nhưng chẳng nhớ tên, trên đống bò hoang mà lầm thiên đàng, chia chắc niềm đau. Thiên Kim chúc Thiên Kim xin thay kính chào quý vị. Và hôm nay là cái ngày mà Khang làm cái cuốn DVD của Khang. Kim chúc Khang càng ngày càng hát hay hơn và càng ngày càng được nhiều khán giả ái mộ hơn và càng thành công hơn trong cái bước đường ca hát của Khang. Lần sau chúc Khang cao hơn nha Kim. Cảm ơn Kim, thank you. Và kính thưa quý vị, xin quý vị cho nhạc sĩ Trúc Hồ một tràng pháo tay thật lớn. Kính thưa quý vị, bài hát kế tiếp Nguyên Khang xin giới thiệu đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ.
có rất nhiều quý vị hỏi Khang về một cái sự cố nó xảy ra trong cuộc đời của Nguyên Khang. Thì Nguyên Khang cũng không muốn nói gì về cái chuyện nó để xảy ra, nhưng mà đó cũng là một cái kỷ niệm cho Khang. Khi mà mình cảm thấy mình muốn ngủ một giấc, mà nếu mà không thức dậy hay là thức dậy nó doesn't matter, nó không có ý nghĩa gì hết. Thì mình chỉ làm một cái công việc mà cho đến bây giờ khi mà mình ngồi nghĩ lại thì mình cho đó là một cái điều mình không nên làm. Và không để không mất thời giờ, xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Một Lần Trong Đời với phần hòa âm cũng như là phần đệm guitar của nhạc sĩ Trung Hồ. Xin quý vị cho nhạc sĩ Trung Hồ và cảm ơn anh đã giúp đỡ cho rất là nhiều trong suốt cái đường làm nghệ thuật của em. Và với phần đánh trống của ca sĩ Quốc Khanh ngồi phía dưới, xin quý vị cho Quốc Khanh một tràng pháo tay. Thank you. Và sau đây là phẩm Một Lần Trong Đời của nhạc sĩ Trung Hồ.
Kính thưa quý vị, có một và bài hát kế tiếp là một nhạc phẩm ngoại quốc của nhóm Secret Garden. Bài này đã được nữ nhạc sĩ Diệu Hương viết lời Việt riêng cho Nguyên Khang trong cái DVD này. Ngày hôm nay cũng có sự xuất hiện của chị Diệu Hương, chị có mặt ở đây. Thì tí nữa Nguyên Khang sẽ mời chị Diệu Hương lên đây, tại vì Nguyên Khang còn một tiết mục nữa của nhạc sĩ Diệu Hương. Và sau đây, Nguyên Khang xin mời quý vị nghe bài hát Lạc Mãi Bên Bờ của lời Việt của nhạc sĩ Diệu Hương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bên bờ
thưa quý vị, thầy Khánh Hồng. Kính thưa quý vị, và sau đây Nguyên Khang xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để Nguyên Khang được phép mời một người nhạc sĩ mà Nguyên Khang rất quý mến, một nhạc sĩ rất dễ thương, rất đẹp gái. Xin mời chị Diệu Hương. Cảm ơn chị đã đến đây hôm nay. Xin trân trọng chào tất cả quý vị. Hôm nay Diệu Hương rất vui đêm tham dự một đêm của Nguyên Khang. Và phải nói rằng là Diệu Hương cũng quen biết Nguyên Khang đã lâu lắm rồi. Và quý vị cũng biết rằng Nguyên Khang là một tiếng hát rất là đặc biệt. Một tiếng hát mang một chất giọng quá sức là đàn ông, rất là trầm ấm. Mà có thể nói rằng là tiếng hát này là một tiếng hát mà cũng không so sánh với một tiếng hát nào. Và Diệu Hương rất là vui khi hôm nay Nguyên Khang đã đề nghị Diệu Hương dịch một lời cho bài hát vừa rồi, cũng như một cái tiết mục sắp chút nữa mà Nguyên Khang định giới thiệu. Diệu Hương mong rằng Nguyên Khang sẽ luôn luôn tiến mãi trên cái con đường ca hát, làm nghệ thuật để cống hiến cho cuộc đời, cho tất cả mọi người một niềm vui, một niềm mạnh hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn chị rất nhiều đã đến đây ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, một lần nữa để nhạc sĩ Diệu Hương. Kính thưa quý vị, và sau đây Nguyên Khang xin mời quý vị nghe một liên khúc gồm những bài hát rất hay, rất lãng mạn của nhạc sĩ Diệu Hương. Xin quý vị cùng lắng nghe. Chiều hẹn hò ấm vai,
hết xin cảm ơn chị Diệu Hương. Diệu Hương. Tại vì bài Nỗi Buồn Còn Lại là một bài hát mà có thể nói là đánh dấu tên tuổi của Quốc Khanh từ khi bước vào ca hát. Một nhạc phẩm rất rất là hay. Xin cảm ơn chị đã sáng tác rất nhiều bài hát hay cho nền âm nhạc Việt Nam. Và sau 3 năm làm việc với anh Khang, tuy rằng không cao hơn chút nào. Nhưng mà nói chung là anh Khang là một người rất rất là thành thật và đối xử với anh chị em trong Asia rất là tốt. Nhất là những người đàn em như em. Cũng là một người bạn với anh, đã giúp đỡ em rất là nhiều về mặt tinh thần. Những gì em muốn hỏi anh về ca hát và nền âm nhạc này thì anh đều trả lời một cách rất là thành thật và rất là chân tình. Và đêm nay xin chúc anh một cái live show thật thật là thành công và vui vẻ. Just relax up man. Thanks man. Có căng thẳng cũng không có cao hơn đâu. Thank you. Xin cảm ơn quý vị. Thank you. Quốc Khanh, cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, sau đây một người khách mời đặc biệt nữa, Nguyên Khang muốn giới thiệu đến quý vị là một người nhạc sĩ sáng tác, một người nhạc sĩ hòa âm rất hay của Trung tâm Asia. Tên tuổi của anh ta đã gắn liền với Trung tâm Asia. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để đón chào anh Vũ Tuấn Đức, nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức. Tuấn Đức xin kính chào quý vị. Chào anh Đức. Anh cảm ơn Nguyên Khang đã mời anh góp mặt trong chương trình ca nhạc của Nguyên Khang đêm hôm nay. Em cảm ơn anh mới đúng. Thank you. Anh hy vọng cái phần đóng góp của anh nó sẽ giúp thêm phần nào cho cái sự thành công của DVD của Nguyên Khang. Thank you anh Đức. Và anh cũng rất là hài lòng với cái nhạc phẩm mà Nguyên Khang đã chọn cho hai anh em mình hát. Tại vì anh nghĩ nó phù hợp với giọng hai anh em mình, nhất là anh. Anh không phải là ca sĩ nhà nghề như là Nguyên Khang. Nhạc phẩm cũng mang tựa đề là Tóc Ngang Bờ Vai. Xin mời quý vị nghe sau đây.
tình quên nơi đây, cho lòng thêm tan hoang. Đêm qua phút chia tay, em vẫn còn yêu tôi. Ôi người sao gian dối, ôi tình sao bẽ vàng. Trong bóng đêm đèn vàng, tôi về trong cô đơn, tôi về trong cơn say. Người con gái tóc ngang bờ vai, biết chẳng em có hạnh phúc đêm. Khang xin gửi đến một bài hát có một giai điệu khá vui và một ca từ lạc quan. Đó là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trúc Hồ. Bài hát được mang tên Sẽ Hơn Bao Giờ Hết để kết thúc chương trình buổi tối ngày hôm nay. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt ở đây và đã kiên nhẫn ngồi nghe Nguyên Khang hát. Và Nguyên Khang xin chúc quý vị lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, nhiều thành công và may mắn. Xin hẹn với quý vị vào một lần khác. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bài hát này với phần đệm đàn của nhạc sĩ Đê Nhô Vũ. Xin quý vị cho Đê Nhô Vũ một tràng pháo tay. Thank you.
trên đời này. Anh có trên đời này. Anh có trên đời này. Sẽ không hề phai, yêu em anh sẽ yêu em. Dù mai đây tình có chết, yêu em mãi mãi yêu em. Dù có cách xa một đời, trên đời này. Đang có em chiều nay mà đã nhớ em ngày mai, yêu nhau ngất ngây đêm nay, trọn kiếp sẽ không hề phai. Yêu em anh sẽ yêu em, dù mai đây tình có chết. Yêu em anh mãi yêu em, dù có cách xa một đời. Trên đời này.